Dạ vâng, một mẫu xe khá đẹp quá nhá. Đó, có cả màn hình đằng sau kia, các bạn nhìn ạ. Có cả màn hình đằng sau kìa. Đó, từ phần đẹp từ cái phần sàn đẹp đi quá nhá. Các bạn nhìn ạ. Đó, lót sàn này. Đó, quá đẹp luôn. Các bạn nhìn này, trần này, trần nguyên bản này, khá đẹp và rộng rãi luôn nhá. Đây là hàng ghế thứ hai và thứ ba nhá. Đó. Quá chất lượng luôn ạ, các bạn nhìn ạ. Bật điện này, các bạn nhìn này. Sáng các bạn nhá, đầy đủ luôn. Màn hình khi không muốn dùng thì có thể gập lên thôi nhá. Đó, rất là tiện ích luôn đúng không ạ? Rất là tiện ích luôn. Khi nào mình muốn dùng thì một thao tác rất là đơn giản thôi. Đúng không ạ? Các bạn nhìn này, có cả ấy này. Để đồ này. Quá chất lượng cho mẫu xe mà giá chỉ có 175 triệu nhá, 7 chỗ, cực kỳ rộng rãi luôn. Dạ vâng, em chào các bác nhá. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi khá là rộng rãi luôn nhá, mà giá chỉ có 175 triệu thôi. Em là Mi Ô Tô, chưa nói thuộc cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất bên em có nhá. Một mẫu xe còn khá là chất lượng luôn, các bác nhìn ạ. Đó, ghế chỉnh điện này. Quá chất lượng luôn. Ghế lên này. Xuống này. Các bác nhá, chỉnh điện đa hướng luôn, thấp này. Cao này. Đó, chỉnh điện 6 hướng luôn, có cả bơm lưng này các bác nhìn này. Các bác nhìn này, cái này đang to lên các bác nhá. Đó. Và cho nhỏ lại này. Đó, được chưa? Rất là hay luôn, ngồi lên rất là êm các bác nhá. Đó. Êm bơm lưng nhá. Đó, đang bơm lưng các bác nhá. Rất là hay luôn. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe nhá. Đó, đây là hàng ghế thứ ba các bác này. Đó. Chủ xe đã lên một cái sàn có nhá, sàn 5D có nhá. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Sàn 5D thứ nhất là nó sạch sẽ này và cái nữa là nó chống ồn tốt hơn có nhá. Đó, quá đẹp luôn. Dòng xe này là ghế xoay nhá. Đó, ghế xoay này các bác có thể tự điều chỉnh nhá, tự điều chỉnh luôn. Có cả tia để tay này. Đó, rất là hay luôn. Đây, em đã sẽ đi về bên kia em chỉnh cho bác cái ghế nhá, cái ghế. Ghế xoay 360 độ nhá, nó tùy chỉnh luôn. Đó. Một mẫu xe hạng thương gia nhá. Đây ạ. Nói chung là em đang cầm điện thoại đây nên là thao tác hơi khó một chút thôi nhá. Đây ạ. Mình chỉnh mình phải lấy hai tay mình chỉnh cơ thì nó dễ dàng hơn thôi nhá. Một tay cũng chỉnh được nhưng mà nó hơi khó một chút thôi nhá. Đó, đây các bạn nhìn này, nó đơn giản chưa ạ? Nó có thể xoay này các bạn nhá. Có thể xoay này. Có thể xoay hướng này này, được chưa? Xoay hướng đằng sau này. Đó, tùy chỉnh nhá. Xoay hướng nào cũng được ấy, 360 độ mà các bạn nhá. Hai cái này xoay luôn. Các bạn nhìn này. Được chưa? Đẹp chưa? Có tỳ để tay này. Tỳ để tay này, có hai tỳ để tay luôn. Vào đây. Cái này để đồ nhá. Có thể để chai nước và để đồ đúng không ạ? Kia cũng để chai nước này. Đó, một mẫu xe hạng thương gia nhá. Đó, cái màn hình nhá, màn hình thì là em cũng chưa kiểm tra đâu, xe em mới lấy về chưa kiểm tra cái màn hình nào nhá. Là không biết là còn sử dụng được không. Sau đấy em sẽ kiểm tra cho các bác xem cái màn hình này nhá. Nếu mà sửa được thì bên em sẽ sửa cho cái màn hình này nhá. Tại vì sao là cái màn hình các bác nhá? Đó. Lâu không dùng nhá, những cái đồ màn hình này, đồ điện tử này lâu không dùng. Ví dụ như màn hình này lâu không dùng là cũng hỏng cũng nhá, tự hỏng luôn. Đó. Nên là cái màn hình này thì bên em sẽ kiểm tra lại cho bác xem nhá. Còn riêng phần keo chỉ này là zin cả xe này, không đụng không gặp nước này. Và máy thì con này thì miễn chê luôn, đại chất luôn, hiếm gặp luôn. Và đây em sẽ, cái ghế này em cũng chỉnh luôn cho các bác này. Đó, các bác chỉ cần kéo ra và các bác chỉnh rất là đơn giản thôi. Các bác nhìn này, đây là hàng ghế thứ ba nhá, siêu rộng luôn đúng không ạ? Siêu rộng luôn. Có tì để tay đằng sau kia nhá. Và để đồ này. Đó, để đồ này các nhá. Rất là rộng luôn, có cả sạc pin các nhìn chưa? Sạc pin này. Đó. Và bên này cũng vậy này, để chai nước này, đúng không ạ? Loa này. Có cái tỉ ở tay kia. Nói chung là con xe này khá là hay luôn các ạ. Khá là hay luôn ạ. Đây, ghế này em xoay đây, được chưa? Cực kỳ rộng rãi nhá, 7 chỗ ngồi. Một mẫu xe đấy từ thương hiệu của Hàn Quốc. Mẫu xe được mang tên là Kia Carnivan các nhá.
Có thể để đồ này coi nhá. Họ hay chưa? Trần coi nhìn này, trần rất là mới này, trần lỉ nguyên bản này, mới chưa? Quá mới luôn đúng không ạ? Quá mới luôn. Và toàn bộ cái những cái vùng điều hòa kia có thể chỉnh được, mình ngồi mình có thể tự chỉnh luôn nhá, rất là hay luôn này. Vùng điều hòa kia vào có cả đèn luôn ạ, đằng kia cũng vậy ạ. Có cả đèn luôn ạ. Được chưa? Đây ạ, tất cả vùng điều hòa đây. Coi nhá, vùng điều hòa đây. Đó, có thể chỉnh được luôn. Đó, rất là hay luôn ạ. Vào đây có thể để đồ rất là nhiều đồ này, để chai nước này đúng không ạ, sạc pin này. Nói chung là xe rất là hay luôn các bác nhá, rất là hay luôn. Đã độ lên phía trước đây, màn hình đây, âm thanh rất là hay luôn. Dạ vâng, mẫu xe được sản xuất năm 2006 nhá. Ở Kia Carnivan, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, 7 chỗ ngồi, siêu rộng rãi luôn. Phải là siêu rộng đấy các bạn, cực kỳ rộng luôn. Đó, em chưa gặp cái con xe 7 chỗ nào mà nó rộng như con xe này luôn các nhá, thực sự luôn đấy. Quá rộng luôn. Và đây, toàn bộ 4 lốp các nhá. Đó, mới đồng đều như nhau các nhá, toàn bộ 4 lốp đều mới này luôn. Đó, các bác xem này, từ cái phần mâm đúc này còn chưa cả sơn lại thì các bác biết phải chất xe thế nào đấy mà không bị xước sát luôn các nhá. Đó, nếu sơn lại thì những cái phần sơn này nhìn biết ngay các nhá. Đó, mâm đúc này nhỉ, chưa sơn lại luôn. Quá chất lượng luôn. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn, từ phần đèn rất là sáng luôn. Đó, mẫu xe này cửa lùa nhá. Đó, cửa lùa rất là hay luôn, ghế xoay 360 độ. Đó, ghế chỉnh điện đa hướng. Đó, có chế độ bơm lưng coi nhá, rất là hay luôn. Siêu rộng rãi và hạng thương gia mà coi nhá, siêu rộng rãi. Coi nhìn này, lốp mới cả dàn này. Đó, được chưa? Mâm đúc này. Quá chất lượng luôn. Siêu rộng rãi luôn. Đi rất là sướng luôn ạ, đi đầm chắc. Đó. Khá chất lượng. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá chỉ có 175 triệu thôi. Vậy bác nào quan tâm đến mẫu xe này, có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Ở phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Ví dụ như các bác ở khu vực miền Trung này, miền Tây này, miền Nam này, ở phí vận chuyển thì các bác thêm phí 5 triệu cho em ạ. Còn tất cả các ở khu vực miền Bắc nhé, thì lúc đó em sẽ xem các bác ở tỉnh nào, em sẽ tính phí sau nhé. Một mẫu xe khá đẹp luôn ạ, rất là chất lượng. Mà giá thành chỉ có 175 triệu thôi. Một cái giá là cũng rất là rẻ đúng không ạ? Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bác nhé, là xe không đụng không gặp nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ nhé. Những cái mẫu xe nhập vào đó, nó phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào nhé. Và đây, cửa lùa đây có nhìn này. Hay chưa? Cửa lùa rất là hay đúng không ạ? Em sẽ đóng hết cánh cửa vào để em mời các bác em xem cái form dáng xe nhé. Đó, vô lăng tích hợp bàn phím của nhìn này, vô lăng đẹp lắm, quá đẹp luôn. Và đây trên này có một cái giá đỡ để đồ rồi, các nhìn này, đó chưa? Những cái đồ cồng kềnh mình có thể để trên này nhá, nó rất là hay luôn đúng không ạ? Và đây em sẽ đóng cánh cửa vào, nhá. Có gạt mưa đầy đủ nhá, có gạt mưa đằng sau đầy đủ này. Để em mời bác em xem cái form dáng xe nhé. Chung là giá rất là rẻ thôi các bạn, chỉ có 175 triệu thôi. Đó, cái form nó rất là đẹp luôn ạ. Cái form của cái xe này thì nó miễn chê luôn các bạn. Nó to, nó dài, nó rộng. Các bạn nhìn nó to không này? Đây là ngồi trong nó rộng lắm các bạn. To quá, quá to luôn, đúng không ạ? Quá chất lượng luôn. Máy lổ êm ru ạ, máy lổ êm ru luôn. Để em sẽ lổ phần khoang máy động cơ cho bác xem nhé. Em cần chỉnh ghế điện này. Ghế điện hoạt động rất là mượt luôn ạ. Ủa, rất là mượt luôn. Cả ghế này bơm lưng đầy đủ hết các bạn, có bơm lưng đầy đủ luôn. Rất là xịn luôn. Đấy nhá.
quá chất lượng. Táp lô đẹp như thế này cơ mà, các bạn nhìn này, táp lô này. Nói chung là con xe này nói chung là khá là chất lượng luôn, rất nhất là phần máy nhá, máy nó lổ êm ru luôn ạ. Đó, máy lổ êm ru luôn. Đó, màn hình DVD này. Đèn này, các bạn xem này. Màn hình cảm ứng coi nhá. Đó, màn hình cảm ứng đầy đủ thôi nhá. Đây, chỉnh giờ. Có nhìn. Hoạt động bình thường thôi nhá, hoạt động bình thường luôn. Đó, chắn nắng này, chắn nắng có cả gương soi này, con nhìn này, con nhìn nhá, hiện đại nhựa, nó mở ra tự lại sáng nhá, để cho sáng mà con nhá. Hoạt động mượt mà lắm các bạn, hoạt động quá mượt luôn, rất là mượt mà luôn. Âm thanh thì nghe rất là hay đúng không ạ? Đây con xe này, đây có thể gạt thuốc và để sạc pin này. Quá chất lượng luôn, chiều quá mát lạnh luôn. Nói chung là xe ngon lắm các bạn, chất lượng. Các ông xin này, gương gập điện này, hai bên gập này, được chưa? Ấn ra này, hai bên ra này, kính này, đã dán kính nhật rồi, rất là mượt luôn các bạn, rất là mượt luôn. Các ông xem này, quá chất lượng cho mẫu xe đúng không ạ? Mà giá thành chỉ có 175 triệu thôi. Chung là xe còn chất lượng quá nhá, khá chất lượng luôn. Sau đây mời các bác em xem phần của máy nhé. Máy nó lổ êm lắm các bạn, rất êm luôn đấy. Máy đang lổ đều nhá, thì thầm chưa? Các bác nghe cảm nhận máy này, êm chưa? Êm ru luôn ạ. Thuộc dạng là êm ru luôn các nhá. Hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi. Còn con xe này máy nó lổ quá êm luôn rồi. Đảm bảo luôn nhá. Hạ các bô xuống này, các bác nhá. Vào trong xe các bác không nghe tiếng máy lổ luôn. Và đây em hạ các bô đây, em đang để đỉnh máy điện thoại trên đấy đây. Các bô đây. Còn các bác nghe tiếng máy nó nhỏ xíu à, không nghe tiếng luôn. Quá chất lượng. Sao không? Đó tổng thành xe Kia Carnival nhá, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Một lần nữa em ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.